Chưa bay máy mà giàn khoan, giàn khoan địa chất luôn. Này mình chưa cũng chưa biết là cách thức hoạt động như thế nào nha các bạn. Tăng tiếp ra chưa rồi nè.
mình đang gắn ốc các bạn ơi, gắn cái dàn khoan vô nha các bạn. Để xịt nước cho lắm rồi.